Kính chào quý vị và các bạn. Ngành thép Việt Nam đang đứng giữa đấu trường. Sản phẩm thép xuất khẩu bị vướng nhiều vụ kiện phòng vệ thương mại. Trong khi đó, thị trường trong nước bị cạnh tranh khốc liệt với hàng giá rẻ nhập khẩu từ nước ngoài. 15 năm qua, nhất là trong 5 năm gần đây, ngành thép Việt Nam đã có tốc độ phát triển khá nhanh, tăng bình quân 15% một năm, trong khi các nước trong khu vực Đông Nam Á chỉ tăng 3-4% một năm. Tổng năng lực sản xuất thép trong nước đạt hơn 30 triệu tấn một năm, với những mặt hàng vượt hẳn như phôi thép, thép cán nguội, tôn mạ màu, mạ kẽm. Cùng với mức tiêu thụ trong nước mỗi năm tăng lên từ 15-20%, lượng xuất khẩu tôn mạ cũng tăng 40% với các thị trường chủ yếu như Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Úc, Mỹ. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp thép đã đầu tư công nghệ lò điện hiện đại có quy mô tầm cỡ thế giới như lò điện 70 tấn một mẻ của Tổng công ty thép, 120 tấn một mẻ của Công ty thép Việt, tôn mạ màu, mạ kẽm của Tập đoàn Hoa Sen đang đứng đầu Đông Nam Á. Tuy nhiên, công nghệ của ngành thép Việt Nam đang đan xen giữa công nghệ hiện đại với những dây chuyền công nghệ lạc hậu, tiêu hao năng lượng nhiều, gây ô nhiễm môi trường. Khả năng hấp thụ các sản phẩm thép của nền kinh tế trong nước có hạn khiến ngành thép đang trong tình trạng dư thừa công suất, đặc biệt là mặt hàng thép xây dựng. Vì thế, các nhà máy chỉ hoạt động khoảng 50-60% công suất thiết kế. Ngoài cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp thép trong nước, các doanh nghiệp thép Việt Nam còn phải cạnh tranh khốc liệt với thép ngoại, đặc biệt là thép giá rẻ từ Trung Quốc. Cái điều này thì nó lại có những cái tác động rất là tiêu cực đối với lại các nhà sản xuất thép ở Việt Nam. Cụ thể là vấn đề phôi thép thì năm 2015 thì là số lượng nhập khẩu vào nước ta là đã lên tới gần 2 triệu tấn. Trong đó thì có tới 1 triệu 250 nghìn tấn là từ Trung Quốc. Thế thì với cái khối lượng 2 triệu tấn nhập khẩu như vậy thì nó chiếm khoảng độ 26-27% cái thị phần về phôi thép trong nước. Cái điều này nó có nghĩa rằng là nó đã làm giảm cái thị phần của các nhà sản xuất thép trong nước. Và cần lưu ý rằng là hiện nay thì các nhà máy sản xuất phôi thép của ta đã đạt được cái năng lực, tức là khả năng sản xuất khoảng độ trên 11 triệu tấn một năm. Nhưng mà năm 2015 thì chúng ta chỉ có sản xuất được 5,9 triệu tấn. Vì là do có cái 2 triệu tấn nhập khẩu từ nước ngoài vào. Thế cho nên là các nhà máy sản xuất phôi thép của chúng ta mới chỉ sử dụng hết được khoảng độ 50% cái năng lực của mình. Thế cái điều này nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái tính cạnh tranh, cái giá cả, giá thành. Bởi vì khi mà cái tỷ lệ sử dụng thiết bị nó thấp thì cái chi phí ra về tài chính nó lại cao lên. Việt Nam là nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất so với các nước trong khu vực Đông Nam Á, với 6 triệu tấn thép Trung Quốc nhập khẩu trong năm 2014, năm 2015 là 10 triệu tấn. Ngoài ra, các doanh nghiệp thép trong nước còn phải đối mặt với những hành vi gian lận thương mại, cạnh tranh không lành mạnh của thép nhập khẩu như thép giả danh hợp kim, chứa các nguyên tố hợp kim như bo, chrome, nhằm lách thuế, giảm giá bán. Việc thép Trung Quốc giá rẻ ồ ạt tràn vào thị trường Việt Nam đang khiến doanh nghiệp thép trong nước lâm vào cảnh ngộ lao đao, phải giảm công suất, thậm chí phá sản. Trên thực tế, khủng hoảng công suất thừa tại Trung Quốc đang khiến nước này đẩy mạnh xuất khẩu thép ra thị trường thế giới dựa trên chính sách giá rẻ và ưu đãi, hỗ trợ của chính phủ. Điều đó dẫn tới nhiều động thái phòng vệ thương mại từ nhiều quốc gia và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Việt Nam khởi kiện đối với các cái doanh nghiệp nước ngoài khi mà họ xuất khẩu sản phẩm của họ vào thị trường Việt Nam. Thì vụ việc về thép cán nguội, thép không gì cán nguội là cái vụ việc đầu tiên, là cái vụ việc đầu tiên, và cũng đã có một cái sự thành công nhất định khi mà các cái sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý nhà nước cũng tương đối tốt. Đó chính là cái mà là cái tiền đề để cho các cái doanh nghiệp ở Việt Nam sẽ tự tin hơn khi mà sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại. Và gần đây nhất thì vụ việc các cái doanh nghiệp về thép xây dựng cũng đã có cái kiến nghị lên Bộ Công Thương để áp mà thuế tự vệ tạm thời đối với việc mà nhập khẩu phôi thép vào Việt Nam, thì cũng là cái niềm tăng thêm cái niềm tin cho các doanh nghiệp tìm hiểu cũng như là sử dụng, áp dụng các cái biện pháp tự vệ thương mại. Theo Tổng công ty thép Việt Nam, trước mắt các giải pháp có thể thực hiện là việc xem xét thực hiện việc áp thuế tự vệ chống bán phá giá. Tuy nhiên, về lâu dài, các doanh nghiệp trong nước cần liên kết với nhau để cùng lớn mạnh, tăng sức cạnh tranh, chất lượng sản phẩm. Bản thân các doanh nghiệp thì phải có cái sự chủ động
trong cái việc nghiên cứu tất cả những cái tác động của cái hội nhập quốc tế đối với từng sản phẩm của doanh nghiệp mình, để có những cái chiến lược một cách nó phù hợp với cái lộ trình của hội nhập. Thế thì về phía Tổng thép Việt Nam chúng tôi thì cũng đã ý thức được cái việc này và cũng đã có những cái xây dựng cái chương trình hành động cho cái công tác hội nhập quốc tế, bao gồm từ cái việc là tuyên truyền phổ biến tất cả những cái cam kết về hội nhập quốc tế, tất cả những cái FTA mà Việt Nam đã ký, cụ thể là những cái vấn đề nó liên quan đến các sản phẩm thép. Và thứ hai là chúng tôi cũng đã có những cái chỉ đạo để các đơn vị xây dựng cái đội ngũ cán bộ làm cái công tác pháp chế, phải hiểu rõ luật pháp thương mại quốc tế cũng như là những cái quy định về các cái hiệp định thương mại tự do mà đã ký giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực, và đồng thời là cũng yêu cầu các đơn vị, bản thân tổng công ty cùng với các đơn vị thành viên là phải xây dựng những cái chiến lược phát triển cái sản phẩm của mình, chiến lược kinh doanh của mình. Ngoài cái việc trước đây là chúng ta tập trung vào cái thị trường nội địa thì hiện nay chúng ta phải xem xét đến cái việc các cái thị trường xuất khẩu và tranh thủ cái cơ hội của cái mở rộng thị trường của cái hàng rào thuế quan của các nước nó được cắt giảm. Trong lúc thị trường nội địa gặp khó thì thép xuất khẩu của Việt Nam lại đối mặt với nhiều rào cản khi bị các nước nhập khẩu liên tục yêu cầu khởi điều tra và áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại nhiều nhất. Theo thống kê, năm 2015, ngành thép Việt Nam bị áp dụng khoảng 62 biện pháp phòng vệ thương mại từ các nước, trong đó nhiều nhất là từ Hoa Kỳ, Malaysia, Thái Lan, Chile, Ấn Độ, Indonesia. Chúng ta là một quốc gia mà định hướng đẩy mạnh xuất khẩu, thì mặt hàng chúng ta đã được đẩy mạnh xuất khẩu trên nhiều khu vực, nhiều nước trên thế giới. Và trong thời gian qua, các nước, các khu vực trên thế giới đã áp dụng hơn 100 vụ việc liên quan tới là phòng vệ thương mại. Mà trong đó đấy là điển hình là có hơn 62 vụ việc liên quan tới chống bán phá giá, có 7 vụ liên quan tới là chống lẩn tránh thuế, có 19 vụ liên quan tới là áp dụng biện pháp tự vệ, và có 12 vụ liên quan tới là chống trợ cấp. Và trong thời gian gần đây, việc các nước áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại tương đối mạnh mẽ vào các sản phẩm thép của Việt Nam. Cho đến nay thì các sản phẩm thép của Việt Nam đã bị các nước và các khu vực trên thế giới áp dụng lên tới 13 vụ việc. Trong 13 vụ việc đấy thì lại có tới là 7 vụ việc liên quan tới là chống bán phá giá, và 6 vụ việc là áp dụng biện pháp tự vệ. Tóm lại là gần đây xu thế chung là các nước đẩy mạnh áp dụng công cụ phòng vệ thương mại để bảo vệ cái nền sản xuất trong nước của chính họ. Thì đó là vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý khi chúng ta muốn đẩy mạnh xuất khẩu thì cũng bị những rào cản như vậy gây ra chúng ta hết sức khó khăn. Theo số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO, thép là mặt hàng bị đối diện với các vụ kiện phòng vệ thương mại lớn nhất do sử dụng nhiều lao động, nhiều tài nguyên, sản phẩm được sản xuất đồng loạt, giá trị gia tăng không cao. Đấy là mặt hàng nhiều nước khác cũng sản xuất được nên áp lực cạnh tranh tăng cao. Ngoài ra, thép là mặt hàng thu hút đầu tư nước ngoài do hay bị kiện chống bán phá giá, vì thế họ chuyển sang sản xuất tại Việt Nam. Vô hình chung, Việt Nam trở thành quốc gia phải đối diện với các vụ kiện phòng vệ thương mại thép từ các nước nhập khẩu. Nhóc Hòa Bình hiện nay đã xuất khẩu được 4.200 tấn một năm trên khắp các thị trường thế giới, đặc biệt là xuất hiện được hàng hóa của mình ở Mỹ và đi các nước châu Âu, là một cái những nơi mà thị trường yêu cầu kỹ thuật rất là cao. Công ty Nhóc Hòa Bình trong năm 2014, cuối năm 2014 đầu năm 2015 đã bị một đơn vị đứng tên và cùng với các hiệp hội trong ngành thép không gì tại Thổ Nhĩ Kỳ khởi kiện việc công ty Nhóc Hòa Bình có thể gian lận thương mại nhằm bán thép không gì vào thị trường Thổ Nhĩ Kỳ với giá thấp và lợi dụng cái việc là được cửa ngõ sản xuất xuất khẩu của Trung Quốc để có thể bán trà trộn, bán thép Trung Quốc. Cùng với cả công ty luật sư, cùng với cả VCGI đã làm cái hồ sơ một cách rõ nét, minh bạch từ hệ thống kế toán, sổ sách sản xuất, quy trình sản xuất đến chất lượng thép.
nhằm đảm bảo được là công ty đã là công ty sản xuất thực sự và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, chứ không phải là một công ty chỉ tìm cách bán cái hàng trôi nổi hay mua từ Trung Quốc để xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ. Điều đó là vi phạm với cả luật phòng chống bán phá giá của Thổ Nhĩ Kỳ nói riêng và quốc tế nói chung, và về việc là tìm cách bán một cái hàng chất lượng thấp, tìm cách hưởng được cái lợi suất ưu đãi về cái thuế sau khi xuất khẩu VAT của Việt Nam. Ta không thể tránh được, đã gọi là đi làm ăn rồi á, là mình sẽ phải gặp những cái vụ việc như thế này, và gần như vụ việc như thế này nó là tất yếu rồi. Đó, nên thành ra chúng tôi coi cái chuyện này nó rất là bình thường đó. Và vậy thì doanh nghiệp phải đã coi nó như là một cái nghiệp vụ bình thường rồi đó, thì là phải chủ động ứng phó nó, chứ không có thụ động. Nghĩa là chúng tôi phải lập ra một cái bộ phận chuyên biệt chuyên đi mà theo dõi, giám sát, rồi là để nắm bắt thông tin ở thị trường nước sở tại là họ có khởi xướng không, họ khởi xướng mặt hàng gì và thời gian nào vân vân, và mình chuẩn bị cái tinh thần để khi mà thực sự mà khi mà họ có quyết định chính thức là mình đã có sẵn sàng hết rồi để mà trả lời cho họ. Cái thứ hai á là tất nhiên là những cái em mà nó nằm trong cái bộ phận thương mại này là những cái em nó phải có cái chuyên môn về luật quốc tế, về luật chống bán phá giá, về các cái quy định pháp luật của WTO, phải giỏi tiếng Anh và phải giỏi kế toán nữa thì mới đáp ứng được cái yêu cầu. Trong thời gian sắp tới, một loạt hiệp định thương mại tự do FTA có hiệu lực, điển hình là FTA với Liên minh Kinh tế Á Âu được thực thi từ tháng 10 năm 2016. Theo đó, thuế suất đối với nhóm mặt hàng thép sẽ về 0% ngay lập tức. Như vậy, chưa hết phải lo cạnh tranh với thép Trung Quốc, thép Việt Nam lại phải tiếp tục đối mặt với những sức ép đến từ người khổng lồ Nga, bởi từ lâu Nga nổi tiếng là cường quốc bậc nhất thế giới về thép. Tuy nhiên, khi đã mở cửa, tham gia toàn cầu hóa, Việt Nam phải chấp nhận nguyên tắc của thị trường. Những biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp của chính phủ, cơ quan quản lý chỉ có tính tạm thời. Do đó, các doanh nghiệp ngành thép không những cần chủ động nâng cao nguồn lực, khả năng cạnh tranh mà còn phải chuẩn bị thật kỹ về khả năng phòng vệ, nắm rõ luật chơi ở sân chơi toàn cầu thì mới có thể trụ vững trên thương trường.